tìm người đến các địa điểm có liên quan tới ca bệnh Covid-19. 1. Liên quan đến bệnh nhân số 554, nhà xe Hoàng Hải, biển kiểm soát 15B 02183, tuyến Thái Bình, Lai Châu, xe xuất bến Mỹ Đình khoảng 7 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2022. Trạm y tế xã Bản Lang, huyện Phong Thổ ngày 17 tháng 1 năm 2022. 2. Liên quan đến bệnh nhân số 556, nhà xe Kết Đoàn, biển kiểm soát 17B 03266 tuyến Hải Phòng, Lai Châu, xe về bến Lai Châu khoảng 6 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022. Trạm y tế xã San Thàng, thành phố Lai Châu, ngày 18 tháng 1 năm 2022. 3. Liên quan đến bệnh nhân số 557. Nhà hộ sinh Vũ Thị Oanh, tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, gần trung tâm thương mại. Từ ngày 10 tháng 1 năm 2022 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022. Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, theo sở hành chính. Quán phở Nga Thái, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Nội thất Hoàng Nam, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Khu vực bán hạt rau, hoa quả, chợ Đông Phong, thành phố Lai Châu ngày 16 tháng 1 năm 2022. Khu vực bán sau của người dân gần nhà thuốc Nam Sơn, chợ trung tâm thương mại, thành phố Lai Châu, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Quán thịt nướng gần nhà thuốc Nam Sơn, chợ trung tâm thương mại, thành phố Lai Châu, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Tòa nhà số 1, trung tâm hành chính công, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, ngày 17 tháng 1 năm 2022. 4. Liên quan đến bệnh nhân số 593. Nhà xe Ngân Hà, biển kiểm soát 25B00180, tuyến Mỹ Đình, Than Uyên, xe xuất bến Mỹ Đình khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022. Trạm Y tế Thị trấn, huyện Tân Uyên, ngày 18 tháng 1 năm 2022. 5. Liên quan đến bệnh nhân số 595, nhà xe Hưng Thành, biển kiểm soát 25B00157, tuyến Mỹ Đình, Lai Châu, xe xuất bến Mỹ Đình khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2022. Trạm y tế xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, ngày 17 tháng 1 năm 2022. Đề nghị người liên quan liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, đồng thời thông báo cho người tiếp xúc với mình biết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.